Tây quê em An Giang, có sông Hậu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn ngồng. Miền Tây quê em An Giang, tuyết nhung ngọc giang ngà ngân an, lái xuồng nang trên kênh lưới cá, tình đồng hương hôm sớm rộn ràng. Về đây quê em Long Xuyên, thất sơn đẹp điên điền thơm ngon, ghé làng Chăm xem cây thốt nốt, rồi hẹn thăm Châu Đốc rừng tràm. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn ngồng. Xách cái bị vô nhà nha, xách cái bị coi. Cái này nó rộng nó khô luôn, cái kênh của mình không còn miếng nước luôn á. Mà nước chắc này trong veo ha. À, nhìn xuống dưới thấy rõ luôn kìa. Thấy ốc thấy hến luôn. Nó chảy à. Cái dấu dò của ai? Đi. Chắc của mấy người đi xịt. Đi xịt. Thường thường nước rộng người ta đi xịt nhiều. Nước dùng tắm coi. Tới chưa? Rồi, mình ngưng đây để mình chào cả nhà cái nha. Hello cả nhà nha. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Nay mấy cô cháu con tát cái hầm của cô Út nè để kiếm mớ cá ăn nha. Nãy giờ thì tát cũng gần xong rồi nè. Cái hầm này đợt trước là mùa nước nổi đó quý ông bà cô chú, nước nó ra vô đó. Trong này có cá như đây nó ở nè. Gần xong chưa anh ba? Gần xong rồi. Xuống anh bắt lai gai được chưa? Sao? Vậy hả? Rồi ở đằng kia con Năm đang làm gì anh ba? Chặn lưới lại. Chặn lưới lại đừng có cho cá nữa. Xuống cái bơm hả? Dạ. Ơi, có cá bự kìa, chạy thẳng lẹ. Cá bự lắm hả con Năm? Cá bắt bự luôn hả? Rồi ông lấy cái nơm hả? Ông chụp lại ông con Năm. Lấy cái nơm. Trời ơi, cá lưng chút ép á. Còn Năm là giật mình nè. Lấy cái nơm đi. Lấy cái nơm với cái nơm. Dạ, để Tường Nhi chạy đi lấy. Nè, chụp nè, anh Út chụp. Này, mình xuống bắt từ được rồi đó, có cá rồi đó. Dạ. Mà tưởng nó con cá khủng gì dữ rồi đó. Thôi. Trời ơi, cái ngô con bậu lên. Cái ngô chạy ở đâu kỳ vậy? Nãy vô cái bom nè, cái chảy ra nè. Bom lâu người sành dữ. Sao mà nó sao mà nhìn được con cá gì mà thú quá cả. Thôi bắt mò từ từ. Thôi từ cá chạy lấy xuống ăn à, mấy thào ăn. Nãy giờ con à. Nó được
lấy lại cái nữa con. Cua hả? Lấy lại thêm cái khác không? Cua, cá rô phi hả con? Lấy gọng rồi xuống cá là bự mình gọng cho nó sống. Bữa giờ con thấy trong hầm này cá người ta đúng vô đây xịt nhiều cá rất là tốt. Anh Úc ơi, tát cái nạn Tết luôn hả? Ừ. Tát con Tết luôn. Này mình dùng bao tay bắt cá nó không có bị sảy. Cái bơm của mình bự quá. Nước này còn nhiều anh không? Còn nhiều quá. Nước còn hơi nhiều nè, khó bắt dữ rồi nha. Bắt thôi đây, chút thôi bắt. Vậy hả? Chút đi, bắt cho tôi khô chút đi. Còn chút đi. Hay là mình lên trên. Mở mấy dụng trên đi. Bắt thêm mấy dụng trên này trước này hả? Cái gì á? Dạ dạ. Lại gì á từ quay? Ủa cái xài đâu? Không đem xài thấy đẩy. Dùng cái xài số 8 tiền đi. Dùng cái xài số con. Đứa cái này còn hơi sâu. Ừ. Ôi con cá nhỏ. Cái hầm này lâu năm dữ lắm rồi nè. Này mà cầu. Ồ bữa dưới này còn sâu dữ lắm. Ừ có cá đó, cá gì nữa nè, cá con nữa nè. Trong này chắc lộn xộn cá nhiều lắm. Nhiều lắm. Lên trên bắt lên trước đi, lên trên bắt trước đi. Ốc nữa nè. Ở dưới này còn sâu lắm, bắt chưa được đâu. Ướt nhẹt mình luôn rồi kìa. Vô, dính được hai cái sạc nè. Quá chim. Ngang. Đây. Căng ơi, để vô thăm ơi, được có hai con cá sạch trên đây nè. Trời ơi, con cá con phi bự nè. Ây, đây. Cái này là chắc đủ lỡ cá luôn á. Hôm nay mình biết mình mang bao tay vô nó con nghĩa đầm dữ lắm luôn á. Trang xỉn không? Đây, cá sạch nữa nè. Bắt cái trên này trước đi rồi cái ra. Chút nữa mình thả xuống dưới. Trời ơi. Có ốc nữa nè, không biết ốc gì đây. Cái hầm này mấy năm rồi cô? Đắt ra. Gần năm. lâu năm gần năm gì không? Đắt này có đốt hồi xưa trồng cỏ nha quý bà cô chú. Cũng lâu năm lắm rồi. Thì xa này mình mới múc cái đường đi nè. Múc đường đi cho nên nó mới có cái rãnh để mà giữ cá lại. Cá bình định ở đây được có hai con. Dạ nước này còn hơi nhiều khó bắt. Thì nó chuối đi nha con. Móc hết cái chưa có cá nè. Đâu rồi mặt mày của nhà thì ớt con ấy xì lại thôi. Đây, được một con cá lóc nè. Đây nè, đây nè anh ơi. Được con cá lóc nè anh ơi. Đây. Cá lóc cá luôn. Cái Dũng này có không? Dũng hả? Có dính cá lóc luôn nè. Nhà luôn. Buổi tối nó tát. Đây nè, để vô. Ốc lại con. Vui. Vậy là trên bò mà gì, chút nữa xuống ngay dưới cái mừng ra biết là vì nhiều cá nữa. Giật xuống cái cây lên bò đi. Anh Phi Dũng này. Này tính múc lên nuôi cá hay vậy nó? Múc lên nuôi cá luôn. Nuôi cá gì? Để cá tự nhiên vô bắt nè. Mẹ anh chài kiếm mớ cá xong anh thả vô. Mai cho mấy đứa này lội xịn bữa rồi. Này chắc mấy bụt cỏ. Ngang nãy bắt chính con cá gì ngang la dưới à? Con cá lội xịn. Vậy hả?
nè 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 đây 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 xì lì luôn á. Cá lau kiến gì vậy tại có cá lau kiến luôn. Này khoảng nửa tiếng nó khô không anh Năm? Khô. Đang lấy rổ gì đi? Cái rổ kìa. Dũng xuống đây, Dũng như đây, tắm xúc rồi. Dạ. Ai gì vậy? Ủa, mới quăng cái rổ hả? Ai ai bắt cái này ạ? À? Cá bự dữ trời. Cá lồng kiến hả? Ốc bánh nữa nè. Ốc cua vàng là nhiều. Ui, cá 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 mò hai ba bốn con cá dính cá mò đại. Ui ui dính con cá lóc nữa nè. Ơi. Hay. Lâu mình lúc ở trong cái rãnh rồi đó thì lẩm mấy ốc quắn về luộc nha mấy đứa. Ốc quắn hết trơn à. Còn cá lóc chút xíu. Cái đằng này khô nước ha. Ai đảm thì nó còn hơi dũng, đằng này khô nước sớm. Cái cá lóc cứng cứng không ta, không có cá bự ta. Cái này là tát lần đầu tiên đó hả Nú? Bọn ác gì vô bắt hoài vậy. Xẹt hả? Ừ. Sao không để bảng á, để bảng cấm xẹt á. Mới giữ được cá. Mà ốc luôn hả ta? Ừ, bắt ốc luôn về luộc. Ừ. Ốc quắn thôi. Mấy ốc thì ốc màu vàng không? Cũng nổi như vậy chứ. Cái gì ạ? Cái gì bự quá kìa? Con phi hả? Rảnh nó quá sâu. Mấy giờ nước lớn anh Năm? 3 giờ quá. 1 à. Tô phi nữa đó hả con ơi? Bắt cá này ai bắt trước, bắt đi, bắt sao, bắt chín chân.
mà bắt rồi. Con gì á? Con nước chẳng chừng. Cái này rau trúng không Mốt? Rau thấp cái mồ của tay nó cắt này hết rau rồi đó. Dạ. Cắt có 4 ngày. Cái này có đường đẹp và cái đi bên đường đẹp không ha? Ừ. Đường này đi thoải mái, muốn đi giờ nào cũng được. Rồi nhút hả? Nhiều không? Do con ít thôi. Nè, lấy đi tao cho anh. Lấy tiền. Cầm đi, lấy ít rau. Cảm ơn em Út. Dạ. Hầm này nước vô ra mà. Con gì nhảy nhí này. Đây trường tốn hả? Vô không? Vô không? Ôi ai! Khó thở! Những con cá tưởng rồi gì dục luôn. Vô đây thôi. Con cá không Thịnh? Thịnh con. Kè cái chai lóc lên kìa ngập luôn. Anh ba ơi. Trời ơi, có cái chai bự nè. À trời, ai ơi, thôi thôi. Được không? Tiếp ra đánh. Đi anh bệnh lẹ nè. Thịnh ba ơi, anh ba ơi. Anh đè đè nó đi, đè nó rồi chắn cái đầu xuống. Đè 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 cái cái đuôi nó mò cái đầu á. Đây đây. Nè, rồi bóp vô cái đầu, chụp cái đầu chị từ nha gái. Bắn xuống. Được. Rồi. Kè ngập để cho ngập nó bắt. Đây là cổ. Bắt lên luôn đi. À. Bắt luôn đi cô Út. Bắt luôn đi. Bắt luôn đi. Đó. Cái nào lại kìa. Chị Ngọc bắt được con cá. Trời ơi. Có con cá chê 3-4 người. Kìa em bắt công nhận nghe nó lóc lên hay cái luôn á. Cái bắt luôn. Cái trắng hả Định? Cái trắng. Cái bự à. Cái tối tài luôn. Mình coi chắc cho nó lên vậy lắm luôn. Ồ, cá lồng tống mắc kẹt ở đây luôn nè. Khôi khôi đi đỉnh ơi, cho nó chảy xuống nước bớt đi đỉnh ơi. Mình mò nó dễ á. Nãy giờ mình dọc đầu trên này, đầu dưới này, nó chảy xuống đầu dưới này, nó ở rồi nè. Em dựng cái xài đây mà cá lồng tống nhấp cho nó. Rô phi. Cho nó chảy nước ra bớt đi. Con gì đây, lồng tống. Cá mắc kẹt trên hai nước. Cá chơi quá bự. Nãy giờ mình dọc cái nó bắt đầu cá nó. Ồ, tép nó nè, tép. Ủa cho con tép. Bắt được trên mà. Chưa. Thôi mấy cái này cho nước nó chảy. Ủa cái máy còn chạy không em cu anh không? À, nước cũng chả rồi gì ta? Ở máy tắt nước chả rồi á. Đây nè. Có chế không? Chẳng cái xài lại nha anh năm. Chỗ này nè. Ừ. Ôi ơi,
hả đây nè. Đụng chưa? Đụng rồi nè. Bự lắm nó vậy thì nó chạy theo con nước đi luôn. Lẹ. Cái hết khỏi rồi. Tiếp ơi. Chơi hả? Ừ. Vậy nằm lại tiếp đi, nằm lại tiếp đi. Ôi, chưa chơi rồi. Đừng biết chuyện nào. Vậy ngăn. Ngăn với được cái hồ. Nhìn xíu. Ủa cá linh cá rẻ rồi nhóc rồi chơi. Cá chơi bự không chơi. Kê. Cái gì á? Tiếp ơi, tiếp ơi, đây nè. Cá chơi bự lắm. Đó, đụng không? Đó, đó, tạo đoạn nữa. Làm hay quá à. Đi đi nó lại chỗ cạn đó. Cá chơi hả? Cá chơi. Cá chơi bự lắm. Đó. Thì lúc đó nó đâm đầu á. Vậy. Đâm đầu vô đây nè. Từ chậm chậm. Đè nó xuống, đè nó xuống. Cá chơi bắt cẩn thận nha. Đè nó xuống. Đâm đầu. Thôi mình chèo lên trên đi. Bự lắm. Không chịu luôn. Bỏ lại ông kìa, lại ông kìa. Rồi. Con cá lồng tông cái này khờ đó. Cá lồng tông nhóc mà chơi mà lấy gỗ xúc. Cái gỗ nãy đâu nè. Lấy cái gỗ xúc mấy cá lồng tông. Chơi bự lắm, khó bắt lắm. Kìa kìa, chạy lên ổ rồi kìa. Ê ê ê, đổ lên đây. Dì dì. Rồi rồi, chạy về đẳng rồi. Dì dì dịch. Ừ rồi. Cái xài đó đâu rồi? Nè cá linh nè. Mình đem cái nôm ra đâu? Ở cái nôm đâu? Ở lấy cái nôm đó. Lấy nôm. Leo lên bờ nè con, leo bờ đi đắng. Tiên tiên tiên, kìa kìa tiên trên chậu trên bờ kìa. Tiên lấy cái nôm giùm táp tiên. Có gạo đây đi. Ờ mấy cái với mẹ nó khờ, mình vớt nó cũng dính nữa nè. Nè 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 nè. Tháo đâu? Tao đây, thấy tao đây, nghe. Nè. Bắt lên cá lồng tông. Mấy cá linh nè. Móc hậu giống giấm. Cá linh nữa nè. Ồ nhóc hết trơn nè, chắc mẹ nó khờ đầu dữ rồi nè. Quậy nó giờ nó khờ rồi. Vớt bằng tay nó cũng dính nữa. Đưa gõ đây tám, đưa gõ đây tám. Tám vớt mấy cá bự nè. Cái hào lại, cái hào lại. Kéo cái hào lên ngọt. Ôi ôi nè, ôi ôi dính này, đỉnh. Xúc mồ phạt. Xúc cá nhóc hoạch trơn. Đâu bên kia, nè, nè. Chấp. Ba người mà giặt lộn, nó cắt chơi em bên này. Nó chơi luôn. Kẻ. Ông lấy nó, ông chặn luôn ơi. Lại. Chết cha, để đây không được rồi. Cái này để bưng lên bờ đi, bưng lên bờ đi rồi để nó bay cái mất tiêu đó. Đem lên bờ đi kiếm gì. Nè, bỏ vô một quế nào. Bỏ vô một quế kìa. Bỏ một quế đi, bỏ một quế đi rồi bỏ vô một giọng. Bỏ vô đi. Bỏ cái xe nó mượn. Nó đi chứ đúng rồi. Hay xin cái đó luôn ta. Bắt máy ăn ơi. Dạ tay quá mà cô chú ơi. Còn cái trên nặng quá nặng luôn. Cái này chắc cỡ trên 3kg tám. Nặng lắm luôn tám ơi. Cái trên nó bự nè. Nãy giờ là 4-5 người dí bắt. Cá này chắc là ở 10 năm trong đây rồi anh. Anh có cho thức ăn không? Không có cho ăn gì, thả tự nhiên. Dạ hả? Cá này cá đồng tự nhiên. Rồi bán lục bình anh dục hết hả? Bởi em thấy có gì lục bình mà. Cá mình thủ qua dừa đó. À thủ dừa hả? Thấy cá trắng trên nè. Ồ, cá kìa. Cá cá này hồi nó khờ hơi khó khăn. Nó. Đụng cái lóc nè, đụng cái lóc đó. Chui đó. Nè, cá đâu.
Rồi. Đâu có lớp nào. Rồi, nó chú với sình đó, gà trên sao đông. Đúng rồi. Bò lọ xác chứ. Nè 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 nè. Rồi, kê kê kê. Ai móc mà sợ mà. Rồi. Ờ, gian này nào đây con. Ôi, cá lóc bự. Mình bắt cánh này xong rồi mình lại chỗ cái cánh chỗ cái mái đó. Mình động ở đây bắt đầu nó chạy lại lên cái mái anh nằm. Bằng cái vũng sâu đó. Hết chưa? Dạ hết chưa? Có gọng mấy cá rồi đó, nó chết trơn á. Ừ. Đi gọng hả? Cái gọng đâu? Bỏ vô gọng đi luôn thôi chết á. Thấy thấy như vậy cái gọng thấy nguy hiểm đi. Cái gọng nãy đâu ta? Nó chắc nó bỏ đâu trên kia hay gì đó. Cho con lấy cá trên đây nè. Thôi mày dọn qua đi, bỏ dọn qua. Đi. Tường Vy đi lấy cái gọng đi con. Tường Vy biết không? Cái gọng nằm bên đây nè. Đâu? Kè chèn cái thùng lên đi, đợi đi, gọng đi, đúng không? Nó chết. Thôi xịt cái thùng nó chết rồi. Rồi. Nhắc là trơn rồi nè. Đây nè cả nhà ơi. Một thùng luôn. Mình chỉ mới bắt hai vũng à, còn vũng dưới nó chưa bắt. Nguyên cái vạc này bao nhiêu công đất anh nha Nút? Ba công mấy hả? Vậy năm đi gọng ha. Chị. Đủ loại cá luôn. Thấy cái gô không? Chị luôn. Ủa cái rổ nhỏ của mình đâu mất tiêu vô. Cái sạch như. Ngọc Ngọc dọc cái gỗ nhỏ tắm súng mang cá linh Ngọc ơi. Dạ. Rồi hút con quầy sình. Dạ đeo mời cô chú ơi. Còn cái trên nặng quá nặng luôn. Cái này chắc cỡ trên 3kg rồi Tám. Nặng lắm luôn Tám ơi. Cái trên nó bự nè. Nãy giờ là 4-5 người dí bắt. Cá này chắc là ở 10 năm trong đây rồi anh. Anh có cho thức ăn không? Không có cho ăn gì, thả tự nhiên. Dạ hả? Cá này cá đồng tự nhiên. Rồi ba lục bình anh dục hết hả? Mới anh thấy có gì lục bình mà. Cá mình thủ qua dừa đó. À thủ dừa hả? Hết cá trắng trên nè. Ô hết nè. Nó đụng cái lóc nè, đụng cái lóc đó. Nó chui đó. Nè, cá đâu đâu đâu. Rồi. Đâu cá lóc nè. Rồi, nó chui với sình đó, gà trên sao đụng. Đúng rồi. Bò lọ xác chứ. Nè 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 nè. Rồi, kê kê kê. Ai móc mà sợ mà. Ờ, gian này nào đây con. Ôi, cá lóc bự. Mình bắt cánh này xong rồi mình lại chỗ cái cánh chỗ cái mái đó. Mình động ở đây bắt đầu nó chạy lại lên cái mái anh nằm. Bằng cái vũng sâu đó. Hết chưa? Dạ hết chưa? Có gọng mấy cá rồi đó, nó chết trơn á. Ừ. Đi gọng hả? Cái gọng đâu? Bỏ vô gọng đi luôn thôi chết á. Thấy như vậy cái gọng thấy nguy hiểm đi. Cái gọng nãy đâu ta? Nó chắc nó bỏ đâu trên kia hay gì đó. Cho con lấy cá trên đây nè. Thôi mày dọn qua đi, bỏ dọn qua. Đây. Tường Vy đi lấy cái gọng đi con. Tường Vy biết không? Cái gọng nằm bên đây nè. Đâu? Kè chèn cái thùng lên đi, đợi đi, mình gọng đi đúng không? Nó chết. Thôi xịt cái thùng nó chết rồi. Rồi. Nhắc là trơn rồi nè. Đây nè cả nhà ơi. Một thùng luôn. Mình chỉ mới bắt hai vũng à. Còn vũng dưới nó chưa bắt. Nguyên cái vạc này bao nhiêu công đất anh nha Nút? Ba công mấy hả? Vậy năm đi gọng ha. Chị. Đủ loại cá luôn. Thấy cái gô không? Chị luôn. Ủa cái rổ nhỏ của mình đâu mất tiêu vô. Cái sạch như. Ngọc Ngọc dọc cái rổ nhỏ tắm súng mang cá linh Ngọc ơi. Dạ. Rồi hút con quầy sình.
hộp luôn. Nó tép luôn à. Đi đã mấy chỗ. Đúng rồi. Mà chữa ta chạy tới chảnh luôn. Dạ. Ai cái cỏ hình như cổ cái cỏ vậy ta. Ừ, sang á. Ờ, năm sang hả?